Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay em Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Một mẫu xe màu trắng khá là đẹp, 7 chỗ ngồi rộng rãi, sử dụng máy xăng 1.6, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà lại rất là khỏe khoắn. Vâng, chiếc xe mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Kia Carren, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.6, số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi. Con này là bản thiếu nha quý vị nhé. Bản thiếu nên là cũng tương đối khá là rẻ thôi, chỉ có 232 triệu đồng đã mua được ngay một chiếc Kia Carren này rồi. Những ai quan tâm đến chiếc xe này, đến cửa hàng em giảm giá luôn cho, chỉ còn 225 triệu đồng. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là chiếc Kia Carren 7 chỗ ngồi, rộng rãi, thoải mái, form dáng đẹp, kiểu dáng đẹp. Và chiếc xe đang ở tại Vũ Duy Auto, chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Một chiếc xe mà sử dụng tem Fairgood Championship Kia Racing, rất là đẹp luôn. Lốp láp thì cũng đã cũ theo thời gian rồi, vì cũng mới mua nên là nhà em thì cũng chưa có động chạm gì cả. Sơn si thì đồng đều, sản form dáng thì khá là đẹp, 7 chỗ ngồi sử dụng thì rộng rãi, thoải mái. Và riêng dòng xe này thì rất được ưa chuộng trên thị trường của Việt Nam. Riêng Kia thì là nổi tiếng với cái dòng này, còn với Toyota thì lại nổi tiếng với cái dòng Innova. Vâng, một mẫu xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, tất cả các cửa kính đều zin. Con này thì đảm bảo cho mọi người là không đâm va, không ngập nước, máy thì khá là chất chắc. Vâng, sử dụng 4 lốp Toranta tương đối khá là đồng đều mới. Và con này thì sử dụng vành la răng 5 chấu, độ sao 5 cánh rất là đẹp, phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn. Vâng, lốp lắp thì còn tương đối, nói chung là cũng cũ theo thời gian rồi. Cua lốp thì tương đối khá là được. Vâng, cái này thì em giới thiệu qua thôi. Đấy, giảm sóc, giảm trước các thứ là vẫn còn đồng đều. Vâng, phần bầu đèn thì đã cũ theo thời gian và cũng có hơi một chút ố. Nhưng mà cái này thì mình có thể là đánh lại thì rất là sáng luôn. Và con dòng này thì sử dụng đèn bi xê lông rồi, nên là khả năng sáng trong đêm cực kỳ sáng. Riêng dòng Kia thì bóng ban đêm của nó rất là sáng luôn. Đèn gầm thì con này chỉ là hốc giả đèn gầm thôi nhé mọi người nhé. Còn hốc hút gió thì logo Kia nổi bật luôn, rất là đẹp, form dáng được, không chê một cái gì cả. Và mọi người cũng có thể nhìn là đèn đóm thì đồng đều, hai bầu đèn các cái phần thân bên đèn này. Cái này thì bọc thêm cái chi tiết chrome ở xung quanh này nữa thì tuyệt vời. Vâng, nắp capo thẳng căng luôn. Và thưa quý vị các bạn, là xe mới về nên là em chưa làm một cái gì cả. Vâng, một chiếc xe mà không nhanh tay, chỉ có mất thôi. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp. Đó, lốp láp này, vành la răng còn rất là mới, vành la răng màu đen. Đó, đó. Con này thì tất cả cửa kính thì đều là zin. Còn đặc biệt là cái dòng này thì có cái phần gương chiếu hậu khá là to, khả năng quan sát khi lùi khá là dễ dàng. Đấy, tay nắm cửa được mạ chrome, mở thì đóng mở rất là chắc và cũng đã theo thời gian. Rồi một chiếc xe 2010, cái này chưa rửa ráy rồi đâu mọi người nhé, mới mua về hôm qua vẫn ở nguyên thôi. Vâng, còn đây mọi người có thể nhìn cửa kính thì đóng mở rất là chắc khít luôn. Em bật khóa điện lên, ui sợ, điện đóm đầy đủ luôn, khóa điện các thứ là ngon, điều hòa auto, gương kính chỉnh điện đẹp. Đấy, không thiếu một cái chức năng gì và đã được dán phim cách nhiệt rồi. Còn răng cao su mọi người nhìn này, răng cao su đồng đều luôn, keo chỉ khá là đẹp, keo chỉ nét căng luôn. Đấy, keo chỉ của Kia nét căng luôn. Đấy, tapi cực kỳ sạch sẽ. Đó, không thiếu một cái gì. Nói chung nội thất ghế da màu nâu pha mê màu kem hồng, khá là sạch sẽ, đẹp đẽ. Và trần nỉ rộng rãi, được bọc ni lông rồi, sạch luôn. Đấy, 7 chỗ ngồi, hai cái hàng ghế đằng sau cũng như là ba cái hàng đằng giữa, hai hàng thứ hai ba ghế đằng trước, rồi cũng như là hàng đằng trên, khá là rộng rãi. Không gian lái cũng rất là thoải mái luôn. Kính kia các thứ là zin. Đấy, kính zin nhá. Tapi sạch sẽ, không khoan đục, không taxi dịch vụ gì cả. Vâng. Đấy, cửa đây đóng mở rất chắc luôn. Vâng. Chiếc xe sử dụng máy xăng 1.6, tiết kiệm nhiên liệu mà chở đến 5 người, 7 người ngồi. Và thưa quý vị các bạn, là riêng dòng này thì ăn đứt dòng Toyota ở cái tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, máy 1.6 bền bỉ với thời gian cũng tương đối khá là ok. Và máy Hàn Quốc nên là cũng không phải nghĩ, cột kèo thì đẹp luôn.
Đấy, xe rất là chất. Đấy, lốp láp đằng sau cũng đã lốp thì đã cũ theo thời gian rồi. Cái này thì em cũng không bàn luận nhiều, nhưng mà được cái vành viết các thứ là ngon. Cái này mua về thay bộ lốp nữa là ok. Đấy, còn đâu đèn đóm này mọi người nhìn này, đèn đóm rất là đẹp luôn, sáng sạch bóng. Đấy, sáng luôn, logo Kia. Chiếc xe này có một cái nhược điểm là nó được không được gắn camera lùi, nên là khi lùi thì mình sẽ, ai mua thì em sẽ gắn thêm nhé. Vâng, còn đây phần đèn này, đèn hậu, đèn lùi rất là sáng, em đang phanh nên là nó sẽ báo đỏ. Đây, lốp láp, cửa đây khít khịt luôn, đảm bảo cho quý vị không đâm va, không ngập nước, máy khá là chất, tapi sạch sẽ. Đấy, kính này, kính đạp luôn đó, tapi sạch sẽ luôn. Đấy, đã cũng mở khóa điện rất là ngon. Hàng ghế đằng sau đây rộng rãi luôn, hai người ngồi thoải mái, này để đồ ngồi lâu cũng không bao giờ biết mỏi gối tay lưng. Đấy, còn hàng ghế đằng thứ hai thì ba người ngồi cũng rất là rộng. Đấy, không gian rộng rãi, một chiếc xe 7 chỗ ngồi cực kỳ thoáng đãng, rộng rãi, thoải mái. Keo chỉ của cánh ấy, thì mọi người cũng có thể nhìn keo chỉ cũng tương đối khá là đồng đều, răng cao su khá là ok. Đó, cửa đóng mở rất là chắc luôn. Đấy, kính gương chiếu hậu này. Đấy, kính zin nhá, kính zin này. Đấy, cửa này mở ra rất là chắc. Đấy, ấn phát cái là trôi luôn. Đấy, cửa đóng mở. Còn đây là nút điều chỉnh gương chiếu hậu, khóa kính, rồi chốt cửa. Đấy, khóa an toàn cho trẻ em. Rồi đây, keo chỉ đây. Đấy, đã cũ theo thời gian rồi nên là nó có cái màu ố vàng. Đấy, sơn xi chiếc xe này cũng là sơn đã cũ, nhưng mà cũng là sơn lại đến 70%. Cái này thì không tránh khỏi. Đồng hồ hiển thị 18 vạn, để lâu thôi. Cái dòng này chuyên để lâu, cũng chả đi. Đấy, đây, vô lăng này rất là đẹp luôn, tay vô lăng đẹp. Đấy, còi cũng khá là ok. Gạt mưa hoạt động hoàn toàn bình thường, nhiều nấc luôn. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đấy, đèn nóm này, rồi màn hình DVD, màn hình giải trí. Đấy, màn hình này đã cũ theo thời gian rồi, chắc là dùng lâu quá rồi. Vẫn mở bình thường đấy nhá. Thế màn hình này thì mở bình thường. Đấy, màn hình mở bình thường thôi. Nhưng mà những ai thích thì cái này có thể thay cái màn hình 4K vào cho nó yên tâm, nó sạch sẽ, vừa là mới, sử dụng lại hiện đại hơn, rất là tiện lợi luôn. Còn đặc biệt là dàn điều hòa của chiếc xe này thì là dàn điều hòa auto luôn nhé quý vị nhé. Điều hòa auto, điều chỉnh quạt gió auto, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường và rất là mát luôn. Dương con này mát lạnh sâu luôn ạ. Vâng, tay cần số, con này cần số móc, số móc khi lùi 5 cấp, số móc khi lùi, số má thì rất là rõ ràng luôn. Đấy, tay chân phanh thì nó lại ở đây. Đấy, chân phanh đây, đây 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 đây. Đấy, và tay mở chân phanh đây, móc cái này ra cái là chân phanh thoát. Đấy, móc ra cái là chân phanh thoát luôn. Đấy, đây. Đấy, cái dòng này rất là hay, chứ nó không có tay phanh nên là cái không gian ở chỗ này nó vẫn rộng rãi hơn. Đấy, hộp đầy đồ khá là đồng đều. À, bây giờ ta đi khởi động động cơ đi, để đi xem nào. Đấy, đầy phát nổ ngay, máy rất là chất luôn, không báo lỗi nhá. Đấy, đầy phát nổ ngay luôn. Mở này, mở capo xem. Với khối động cơ 1.6 thì đây một chiếc xe khá là lý tưởng. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là động cơ 1.6 chạy cam kết DOHC 16 bàn sản nạp của Kia. Và mở này ra thì cho mọi người xem là không có hơi thừa nhá. Đấy, máy không có hơi thừa luôn. Máy chạy khá là chất và em đang chạy điều hòa nên là nó hơi ồn. Bây giờ em tắt đi cái. Đấy, em tắt điều hòa đi cái là êm ngay. Máy thì khá là chất. Nói chung là con này thì mọi người có thể nhìn là khoang máy khá là đẹp luôn, sạch sẽ đẹp đẽ. Vâng, điều hòa mát lạnh và ắc quy tương đối khá là mới và to. Ắc quy LX110 luôn, độ xả cũng khá là cao. Đấy, thấu thông gió, đồ nghề đầy đủ, chả thiếu một cái gì cả. Đấy, phanh trước đầy đủ luôn, hệ thống lái này, trợ lái phanh này. Đấy, máy khá là chất êm. Đấy, cabo thì không phải nghĩ rồi. Nói chung là cũng có chỉnh sửa trung tu bình thường, tháo thiết các thứ bình thường, nhưng mà cái này chủ yếu là con máy này thì êm, chất chắc. Vâng, một chiếc xe giá khá là rẻ, chỉ có 232 triệu đồng thôi. Đến em xem xe thì em sẽ giảm luôn cho mọi người. Vâng,
giảm luôn giá thành cho mọi người luôn. Một chiếc xe khá là đẹp. À, giá khá là êm luôn đấy. Đấy, đóng phát kít ngay. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi màu trắng Ngọc Trinh khá là bắt mắt. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Duy ô tô tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi rộng rãi thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Kia Carens, sản xuất năm 2010, bản thiếu. Con này sử dụng máy xăng 1.6, số sàn 5 cấp, đăng ký 7 chỗ ngồi. Cực kỳ là khỏe khoắn, bền bỉ với thời gian và phù hợp với gia đình đông người. Đi lại thuận tiện và giá thành thì quá là mềm, chỉ có 232 triệu đồng thôi. Với mức đi chỉ có 18 vạn thôi. Vậy nhưng ai quan tâm với mẫu xe đẹp này thì hãy alo nhanh cho em qua số điện thoại Vũ Duy ô tô 0869158926. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã đồng hành cùng Vũ Duy ô tô trong thời gian qua. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Xin chào. Vũ Duy ô tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.